Chị cao đây nhiều không hả chị ơi? Đây cao 1.000 thôi. 1.000 là mấy người cạo à? 2 người. Đấy các bạn thấy này, đấy cạo nó như thế này và cạo xong là đậy lại để cho khỏi nước mưa này. Núi Tây Nguyên xin chào tất cả các bạn. Hiện tại mình đang đứng giữa một cánh rừng cao su. Và nhân tiện đây thì mình cũng sẽ quay lại về cái hình ảnh của những người nông dân ở cái khu vực mà người ta thường sinh sống và khai thác mủ cao su. Nó như thế nào thì mình sẽ quay lại cho các bạn cùng xem nhé. Bây giờ xa xa đằng kia là có mấy người đang cạo mủ cao su, tức là đang khai thác mủ đây. Bây giờ mình sẽ lên trên đấy để xem mà nào cái cách thức mà họ khai thác mủ như nào, thì mời các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Bởi vì là những người làm cao su thì chắc chắn là nhiều bạn cũng biết rồi, nhưng mà còn những cái bạn mà ở thành phố này hoặc là ở những cái vùng nông thôn mà không có cao su thì chắc chắn là các bạn sẽ không hiểu, không hình dung ra được là cái cách thức khai thác mủ cao su nó như thế nào. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Rồi mà đây gần chuẩn bị lại đến chỗ có đằng kia có hai chị đang cạo hay sao các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn lại đấy nhá, để xem cái cách thức người ta khai thác nó như thế nào. À đây, đây chỗ này mới cạo xong này. Chào các chị nhá. Chị cao đây nhiều không hả chị ơi? Đây cao 1.000 thôi. 1.000 là mấy người cạo à? 2 người. Đấy các bạn thấy này, đấy cạo nó như thế này và cạo xong là đậy lại để cho khỏi nước mưa này. Vậy là cạo 1.000 cây này là hết mấy tiếng hả chị? 3 tiếng. 3 tiếng 2 người. Vậy là cạo từ mấy giờ hả chị ơi? Có ngày thì 2 giờ, có ngày cũng hơn 2 giờ. Thế vậy bây giờ làm cao su nó nhàn hơn ngày xưa nhỉ? Cũng không nhàn mấy. 2 giờ là 2 giờ chiều chứ không phải là 2 giờ sáng các bạn nhé. 2 giờ chiều. Bây giờ đi cạo đêm ai nhịn được ngủ nữa. Như ngày xưa là có cái bài thơ mà cao su đi dễ khó về đấy, nhưng mà thực ra thì bây giờ nó không còn là đến cái mức độ nó vất vả như thế nữa. Nên là đời sống bà con chắc chắn là người ta cũng đỡ vất vả hơn. Đi ban đêm ấy thì không có ai nhìn ngủ, người ta đâu có cạo được đâu. Vâng. Đã bỏ hết. Con này là chuyển về là cứ buổi chiều là đi cạo. Đây đây là công việc của những người làm cao su. Đây các bạn xem thực tế đây, đây là đấy. Chị ơi chị cho xem con dao đi chị ơi. Không mượn xem con dao tí. Đây hình thức con dao nó như thế này đây này các bạn này. Đấy như thế này thôi. Nó bình thường ấy mà. Chứ không phải là như kiểu dao thái thịt đâu nhá.
Đây nó cong nó gấp như thế này. Đấy, như thế này. Như thế này là ốp vào cây là cạo xuống. Đây chị này, chị đào đi. Đây các bạn biết cái này cái gì không? Đây là cái gọi là cái máng để che mưa đấy. Đấy khi gắn vào đây thì gặp thời tiết mà bị mưa thì nó sẽ không ngấm được nước mưa xuống bên dưới đây. Đây, người ta làm mấy tầng luôn. Đấy. Đấy thế này nhá. Gắn vào thế này thì không có nước mưa này. Xong xuống đến dưới này thì người ta lại làm một lớp áo mưa nữa. Một lớp áo mưa để khi cạo xong đây là bắt đầu người ta lại che vào cái bát mủ thế này. Thì là nó sẽ không bị ướt và không bị mất. Cho dù là cạo từ buổi chiều và đến tận sáng hôm sau là người ta mới đi thu, người ta mới đi đổ về. Nhưng mà nếu cả đêm có mưa thì cũng không vấn đề gì cả. Đây, hiện giờ là đang chiều các bạn nhé. Chứ không phải là 1-2 giờ đêm đâu. Ngày xưa cao su thời Pháp ngày xưa là cứ phải là 1-2 giờ đêm thì mới được cạo. Làm cái này có mệt không hả chị ơi? Đấy, xa xa đằng kia lại có hai người nữa. Đây các bạn này, như cái cây cao su này là khi người ta cạo nó thấp như thế này thì người ta gọi là cạo kéo xuống đây. Còn như ở cái vườn bên đây thì ở một vườn của nhà khác thì họ cạo như thế này. Tức là họ cạo từ dưới này đục ngược lên này. Đấy, bên dưới này lại cũng một đường cạo, bên trên lại cũng một đường cạo, tức là cạo hai đường luôn. Là khi khai thác gần hết cây rồi đấy là người ta mới chuyển lên trên. Đấy, đằng kia có anh đang gọi lại quay anh. Anh thấy mình đi quay này. Thôi, video này mình sẽ quay một số hình ảnh như thế này thì chắc chắn là các bạn xem các bạn cũng sẽ hiểu rồi. Nên là bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu như các bạn xem mà thấy video hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký miễn phí để mình tiếp tục có thêm động lực để mình sản xuất những video hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.